Xin chào mọi người, và đặc biệt là các bạn tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam và nữ mạng. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái tuổi, cái vận hạn 6 tháng cuối năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi của Mậu Ngọ. Một trong những cái tuổi mà chúng ta chịu xung thái tuế trong năm Canh Tý. Đặc biệt thì năm nay với Mậu Ngọ thì là nam mạng sẽ xấu hơn nữ mạng với sao Kế Đô. Nữ mạng thì có sao Thái Dương, một trong những cái phúc tinh rất là mạnh, đem đến may mắn và phúc lộc tốt. Tuy nhiên là hãy nhớ rằng năm nay về địa chi là Tý gặp Ngọ là lục xung, gia đạo tình cảm của người Mậu Ngọ cũng sẽ có rất là nhiều chuyện buồn phiền. Còn nam mạng thì chính vì Kế Đô được vào mạng, Kế Đô là sao chủ, thì người ta nói rằng là Kế Đô không xô cũng ngã, cho nên là bổn mạng sức khỏe của người Mậu Ngọ năm nay cực kỳ là xấu. Với cái năm là thổ, mình là hỏa, thì bổn mạng bị sinh xuất thì càng xấu hơn nữa, bổn mạng sức khỏe nó càng suy yếu hơn nữa. Cho nên là tuy là mới có trải qua, hôm nay là mới đầu tháng 4, khoảng 3 tháng đầu năm thôi, thì mình thấy là khá nhiều Mậu Ngọ là được lên bàn thờ, được lên chức và đi đoàn tụ ông bà. Trong đó có mình chút tí nữa là đi luôn ở trong cái cuối tháng 2 với cái một lần bị đột quỵ cực kỳ nguy hiểm. Trong cái sáu tháng đầu năm thì mình cũng đã làm rồi, tới tháng 6 với tháng Quý Mùi, Mậu hợp Quý Mùi thì hợp lục hợp với lại Ngọ, đem đến có thể là tháng 6 là cái tháng tốt nhất của cái người Mậu Ngọ ở trong vận hạn 6 tháng đầu năm. Vì sao? Vì mình đã nói rồi, hết 4 tháng đầu này là bị cái dịch bệnh chi phối hoàn toàn. Bây giờ thì mình ráp thêm ra là từ tháng 7 trở đi nó sẽ như thế nào. Thì tháng 7 của năm Canh Tý năm 2020 thì nó là tháng Giáp Thân. Tháng Giáp Thân thì nó thuộc hành Thủy. Như vậy xét về trụ mệnh là Thủy thì khắc hỏa. Tháng khắc bản mệnh, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng, đề phòng những tai nạn phạm thân. Nên nhớ năm nay là mình bị Kế Đô, mà tháng mà khắc bản mệnh nữa thì cái sức khỏe và bổn mạng của mình nó sẽ suy yếu tiếp tục. Đặc biệt đó là khi mà như thế này thì phúc tinh và tài tinh ở trong cái cung mệnh của mình nó sẽ bị suy yếu luôn, gần như mất tác dụng. Thế vậy thì sẽ đè phá và bại tinh của bành hành. Thiên can thì chữ Giáp sẽ khắc chữ Mậu. Tháng khắc thiên can, công việc cẩn thận nhiều khó khăn, dễ lâm vào bế tắc. Cẩn thận vướng cái chuyện thị phi pháp luật, bị kiện thương. Tháng năm là tháng Mậu Ngọ, tháng năm là tháng Nhâm Ngọ cực xấu với Mậu Ngọ rồi. Tháng 6 được tốt một chút, quay qua tháng 7 thấy thiên can vậy mà bổn mạng bị thương khắc nữa thì coi chừng cũng chả có tốt đẹp gì đâu. Năm nay tháng cô hồn, mấy anh Mậu Ngọ nhớ cẩn thận. Địa chi thì Thân Ngọ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Người ta nói con khỉ thì nó khoái cởi trên lưng con ngựa, cho nên tháng này đối với mình thì gia đạo tình cảm sẽ chắc là không có vấn đề, khỏi phải lo lắng. Chỉ lo lắng bộ mạng sức khỏe và công việc mà thôi, đặc biệt là nặng nề ở phần công việc trong tháng 7 âm lịch này. Rồi tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch của năm Canh Tý 2020, mà tháng 8 là tháng Ất Dậu, tiếp tục là một tháng Thủy. Như vậy mệnh sẽ không khắc tháng 7 với Thủy khắc hỏa. Tháng khắc bản mệnh, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng, đề phòng những cái tai nạn phạm thân. Rồi thiên can chữ Ất và chữ Mậu thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên không có vấn đề về công việc. Nhưng mà mới vừa trải qua cái tháng 7 đầy khó khăn, qua tháng này tức là không gặp chuyện chống phá thôi, chứ không có nghĩa rằng tháng 8 với tháng Ất Dậu thì công việc tài lộc nó sẽ hanh thông đâu, tức là không có bị xung khắc. Địa chi Dậu Ngọ, Tý Ngọ, Mèo Dậu. Dậu Ngọ nằm trong cái tứ hành xung. Tuy nhiên là cái sự xa nhau của phần xung thì cho nên thì cái việc mà như thế này thì nó cũng không quá nặng nề, không có thuộc dạng là
sẽ đem đến nhiều xung khắc. Tuy nhiên nó cũng có chứ không phải là không có. Nhớ cẩn thận về bộ mặt một tí xíu ở trong cái tháng 8. Gia đạo thì cái sự xung khắc nó không lớn, cũng có thể là nói là ok. Rồi tiếp đến là tháng 9 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Mà tháng 9 âm lịch của năm Canh Tý tức là tháng Bính Tuất. Như vậy thì tháng Bính Tuất thì thuộc Thổ. Đây là tháng Thổ của năm Thổ. Năm nay có tới 4 tháng Thổ. Tháng Mậu Dần, tháng Kỷ Tý tức là tháng 1, tháng 2 là tháng Thổ. Bây giờ đến tới tháng 9 và tháng 10 cũng Thổ. Như vậy thì bổn mệnh và sức khỏe sẽ bị sinh xuất. Vì sao? Vì hỏa sẽ sinh thổ. Bản mệnh sức khỏe không tốt cần cẩn thận một chút xíu. Nhưng dĩ nhiên là khi mà bản mệnh sinh xuất là nó nhẹ hơn là bản mệnh bị tương khắc thủy khắc hỏa như ở trên. Thiên can Bính Mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của Bính là hỏa mà Mậu là thổ. Như vậy là tương sinh về nạp âm ngũ hành. Công việc tài lộc dễ sinh nhưng không quá lớn, đừng có mong cầu. Địa chi thì thuộc nhóm tam hợp. Tháng Tuất gặp tuổi Ngọ là Dần Ngọ Tuất tam hợp là dấu hiệu may mắn, không chỉ cho cái phần là gia đạo tình cảm đâu, mà nó còn tương sinh cho cái phần công việc và tài lộc. Thêm một chút tương sinh nữa ở trong cái công việc. Như vậy thì nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh có tài lộc. Rồi bây giờ tới địa chi tương sinh ngược lên trên nữa thì hy vọng là tháng 9 này là tháng tốt đẹp, có nhiều thành công. Các em mà nữ mạng Mậu Ngọ với Thái Dương chiếu mạng thì sẽ cực kỳ thuận lợi trong tháng này. Còn các anh mà Mậu Ngọ cùng tuổi với mình thì đồng niên thì nhớ cẩn thận hơn. Với kế đô thì nặng về phần sức khỏe, tài lộc có thể sẽ đỡ đần một chút, nhưng mà sức khỏe bổn mạng thì cực kỳ nguy hiểm nha. Kế đô mà nó là đệ nhất phá tinh đối với nữ, nhưng mà nó không tốt với nam, cực kỳ là nằm ở cái bộ mạng và sức khỏe. Tháng tiếp theo của năm Canh Tý tức là tháng Đinh Hợi, tháng 10 âm lịch. Tháng Đinh Hợi thì tiếp tục là một tháng thổ. Như vậy mệnh cũng tiếp tục giống tháng ở trên, hỏa sinh thổ, bạn mệnh bị sinh sức, bổn mạng và sức khỏe cũng không tốt, cần cẩn thận đề phòng một tí xíu. Thiên can thì cũng khá giống với lại tháng 9, khi Đinh và Mậu là không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Bính Đinh thì thuộc hỏa, Mậu thì thuộc thổ, cho nên có thể nói là nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh. Tiếp tục là một tháng có tài lộc, công việc khá ổn. Ok. Địa chi Hợi Ngọ tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương khắc nhau. Như vậy thì gia đạo tình cảm không có vấn đề ở trong cái tháng 9 và tháng 10. Tháng 9 thì đẹp hơn nhiều, nhưng mà tháng 10 thì cũng không quá xung khắc. Như vậy thì tiếp tục ok, ổn, không có vấn đề. Rồi tháng 11 âm lịch của năm Canh Tý 2020 chính là tháng Mậu Tý. Tháng Mậu Tý thì là tích lịch hỏa, cho nên là tháng này là tháng hỏa. Như vậy mệnh hỏa đồng hàng, bổn mạng và sức khỏe tốt, không vấn đề. Ok. Thiên can chữ Mậu sẽ đồng hàng với nhau, cho nên là công việc tài lộc tiếp tục cũng giống như tháng 9 và tháng 10, may mắn ổn định, không có nhiều chống phá, cả hai cùng thuộc thành hỏa. Tuy nhiên tháng này là tháng sẽ xấu nhất về gia đạo tình cảm, cả nam lẫn nữ, nhưng mà nam sẽ nặng hơn nữ. Vì sao? Tý và Ngọ là thuộc nhóm lục xung. Lục xung là mô tả sự chống đối chọi nhau ở trong cái cuộc sống, cho nên là gia đạo tình cảm sẽ nhiều rối rắm, rất dễ bị lợi dụng ở những cái việc tình cảm, gây ra hậu quả nghiêm trọng ở trong công việc của mình. Cho nên là người Mậu Ngọ thì mình nói là sẽ phải, mình hay nói là sẽ phải cẩn thận tháng 5, tháng 7 và tháng 11. Đặc biệt là tháng 11 là phải cẩn thận về phần gia đạo tình cảm nhiều hơn là công việc, như là tháng 5 và tháng 7. Rồi tháng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020, tháng Chạp, chính là tháng Kỷ Sửu. Tháng Kỷ Sửu chắc chắn tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy bổn mệnh thì hỏa đồng hàng, bổn mạng sức khỏe ok, không vấn đề. Thiên can Mậu và Kỷ
thì đồng hàng thổ. Ok. À, không có nặng nề gì hết về cái việc mà công việc tài lộc. À, không xung không hợp mà trạng thái cân bằng tự chủ mà cũng đặt đồng hàng thổ nữa, cho nên cũng khá giống với lại tháng 11 về công việc tài lộc. Ok, không có nhiều chống phá. Địa chi thì nhẹ hơn tháng 11 một tí. Vì sao? Vì Sửu với Ngọ thực chất là thuộc nhóm lục hại. Nhị hại thì theo cách gọi của người miền Nam, nhưng mà lục hại là so với cách gọi của người miền Bắc. Cho nên gia đạo tình cảm cũng có nhiều cái cần cẩn thận, nhiều rối rắm lắm. Như vậy tháng 11, tháng 12 khá giống nhau ở mặt tình cảm và gia đạo. Cho nên Mậu Ngọ nhớ cẩn thận ha. Đặc biệt là các chị cũng giống vậy luôn, chứ không phải là riêng gì các anh với sao video đâu. Sao Thái Dương thì tốt cho công việc chứ không tốt cho cái việc tình cảm và gia đạo. Như vậy thì mình đã tổng hợp các cái thông tin về tử vi vận hạn của 6 tháng cuối năm dựa theo cái tử vi để chia sẻ đến các bạn tuổi Mậu Ngọ. Hy vọng rằng với những cái thông tin vừa rồi mình tổng hợp sẽ là một cái hành trang nhỏ để các bạn biết rằng nên cương hay nhu ở thời điểm nào của cái năm Canh Tý này. Một năm chúng ta chịu cái xung thái tuế, có nhiều cái điều rất phức tạp về bổ mạng sức khỏe cho nam. Ngược lại thì nữ mạng có được tài lộc, danh phận phúc lộc tốt. Mọi người nếu xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.